Điểm nhận biết đầu tiên đó là các hãng thời trang nhanh thay đổi mẫu mã sản phẩm liên tục. Cứ trung bình một tháng sẽ có một sản phẩm mới được ra mắt, nhanh hơn từ 3 đến 4 lần so với các hãng khác. Thứ hai là về số lượng. Các hãng thời trang nhanh thường hạn chế số lượng để tránh rủi ro hàng tồn kho và tạo cảm giác hàng độc. Không mua sẽ hết. Gần 700.000 đồng một chiếc áo. Đây là mức giá dao động của các hãng thời trang nhanh khi đến Việt Nam. Nếu so với các thương hiệu quốc tế khác, mức giá này thấp hơn khá nhiều. Còn nếu so với trong khu vực, cùng một số loại sản phẩm, nhưng giá tại Việt Nam thấp hơn khoảng 20%. Ngoài ra, để chuẩn bị vào Việt Nam, cả Zara và H&M đều đã khảo sát rất kỹ độ nổi tiếng của mình đối với người tiêu dùng. Ví dụ như H&M, thương hiệu này đã mất 2 năm chuẩn bị trước khi mở cửa hàng đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh. Thậm chí, quá trình khảo sát về nhu cầu của thị trường còn được thực hiện từ trước đó rất lâu. Khảo sát họ đã có một cái thời gian rất là dài. Họ đánh giá cái thị trường này ở cái phân khúc nào và bao nhiêu là nó phù hợp. Và sau đó họ mới quyết định đưa ra một cái giá. Thì cái đó chính là cái mà sau một khoảng thời gian họ đã đánh giá được cái tính tiềm năng của thị trường. Và khi mà họ đưa ra, chẳng hạn họ tạo một thị trường, một cái sự sốc. Mặt bằng lớn với thiết kế đẹp mắt cũng là cách mà các hãng thời trang nhanh hướng tới để tạo sự hấp dẫn cho khách hàng. Để hiểu hơn về chiến lược cũng như là những cái dự định sắp tới của những cái hãng thời trang nhanh thì chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với giám đốc điều hành H&M khu vực Đông Nam Á. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin ông có thể tiết lộ là tại sao H&M lại chọn thời điểm này để vào Việt Nam? Đây là thời điểm chín mùi. Có nhiều thứ để điều này xảy ra. Một là sự quan tâm lớn từ chính người tiêu dùng. Thực ra chúng tôi khá tự tin về việc được người tiêu dùng biết đến từ trước đó. Tôi sẽ kể cho bạn điều này. Ở những nước khác, đã có rất nhiều người Việt Nam đến mua sắm tại H&M. Chúng tôi có thương hiệu, nhưng giá cả lại tốt nhất, và điều đó rất hấp dẫn với người tiêu dùng. Mặc dù chúng tôi không phải là người tiên phong bước chân vào Việt Nam, nhưng đổi lại, chúng tôi có những lợi thế sau một thời gian chuẩn bị kỹ càng. Ông đánh giá như thế nào về tiềm năng của thời trang nhanh tại Việt Nam, và chiến lược của hãng thì có gì khác? Một tiềm năng rất lớn, đó là những gì chúng tôi nhìn thấy. H&M đã theo dõi thị trường Việt Nam trong rất nhiều năm. Sự phát triển của nhu cầu thời trang, cửa hàng thời trang và trung tâm mua sắm liên tiếp được mở ra. Và không phủ nhận rằng tôi thấy triển vọng lớn cho việc kinh doanh của chúng tôi tại đây. Đây là cửa hàng đầu tiên, và tiết lộ thêm là chúng tôi đang tìm kiếm địa điểm để mở thêm cửa hàng nữa trong các năm tới. Chúng tôi có sự khác biệt so với các hãng khác, tất cả trong một cửa hàng thời trang. Chúng tôi có thời trang cho nam, cho nữ, cho trẻ em và cho dòng sản phẩm riêng cho những người rất trẻ mà ta gọi là teenagers. H&M muốn thu hút nhiều đối tượng khách hàng mua sắm thời trang hơn. Mỗi thương hiệu của hãng có một tầm giá và ý tưởng phong cách riêng. Nhiều người khá quan tâm về việc thời trang nhanh phát triển sẽ đi cùng với việc gây tác động xấu đến môi trường khi đang sử dụng lãng phí các nguồn tài nguyên. Chúng tôi thuê gia công và không có nhà máy của riêng mình, và làm việc với các nhà cung cấp độc lập. Trong các nhà máy đó, họ không chỉ sản xuất cho H&M mà còn cho cả những nhãn hàng khác. Garment is being produced for H&M, but also và nhiều thương hiệu khác rõ ràng là đắt hơn chúng tôi. Nên tôi khá tự tin nói rằng H&M đang sản xuất theo cách bền vững trong suốt 15 năm qua. H&M cũng có mục tiêu khá rõ khi hướng đến sử dụng 100% nguyên liệu tái chế và đi đầu trong việc sản xuất thời trang bền vững. Cảm ơn ông về cuộc phỏng vấn.